thầy, thầy sẽ giúp con xem tháng này con có hết ế được không ạ? Chuyện này khó, phải gieo quẻ mới được. Lấy điện thoại ra đây. Thầy định gieo quẻ bằng điện thoại ấy hả? Đương nhiên rồi, chúng ta phải lấy những thứ đắt đỏ, xa hoa thì thần linh mới linh nghiệm được. Gieo đi con. Dạ, con cảm ơn thầy, con gieo ngay đi ạ. A few moments later. Thầy ơi, này là thế nào đấy ạ? Ý nó là vào ngay tìm kiếm 3D để kiếm người yêu. Tìm kiếm 3D vì yêu mà đến.